con ông Sâm, cháu của bà Thiên Lôi. Kiếp xưa ta ở trên trời, hôm nay rớt xuống trần làm tề thiên. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Cẩn? Mạnh thì cái gì em cũng mạnh hết, cái gì em cũng mạnh hết. Mà mạnh nhất là có tài nó xét, có tài nó xét. Em hiện tại định cư ở bên ngoài, có nhà có đất ở đấy rồi. Có nhà có đất rồi. Vâng, thì em ở với mẹ em, với em gái và có bé trai 10 tuổi nữa. Em cũng có bé trai 10 tuổi luôn. Dạ, hai hoàn cảnh thì giống nhau dữ. Rồi thôi bây giờ mình kể cái chuyện hôn nhân mình, chị nghe thử coi nè. Thực sự trước giờ là chưa kết hôn với ai vậy? Trước giờ là chưa kết hôn với ai vậy? Vậy thì mẹ của con là như thế nào? Mẹ con là mối tình thứ ba của em. Sao kể chị nghe coi. Có nghĩa mối tình thứ ba của em ấy thì có một cậu con trai ấy, thì năm nay 10 tuổi thì do sắp xếp gia đình không được. Bây giờ do chọn ra ngoài thì được một thời gian thì cũng có gia đình sinh mấy chút. Lúc 6 tháng tuổi thì người ta bế con đi. Bế con đi thì em một thân một mình, em bươn trải cuộc sống, em vẫn còn bạn hà. Em cũng mong được gặp lại. Yamaha Grande hoàn toàn mới, tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian. Các Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Wow, nãy giờ Tường cảm thấy rất là bất ngờ nha quý vị. Hy vọng hôm nay sẽ là một cặp phát sóng rất là đặc biệt và thú vị đây. Chàng trai thì ngồi đây rồi, đang háo hức chờ đợi. Còn người con gái thì ở đâu? Ở ngoài kia, Tường sẽ ra đưa vào nha quý vị nha. Rồi, ngồi xuống. Chị mở cho em cái đã rồi chị qua chị mở cho cái anh bên này còn đặc biệt hơn em nữa. Mở mặt nạ ra nha. Rồi. Ôi, quậy quậy quậy. Cái gì vậy trời ơi, trời ơi. Yêu tinh yêu quái đâu xuất hiện vậy trời ơi. Ủa em thấy gì chưa em? Thấy râu. Thấy hai cái râu thôi hả? Đố em biết râu con gì? Tôn Ngộ Không. À Tôn Ngộ Không hả? Rồi bây giờ thì mình bắt đầu giới thiệu nha. Mời nhân vật đặc biệt này giới thiệu trước. Em tên gì? Ta là con ông Sâm, cháu của bà Thiên Lôi. Kiếp xưa ta ở trên trời, hôm nay rớt xuống trần làm tề thiên. À đoán đúng rồi ha, rớt xuống trần làm tề thiên ha. Tề thiên này năm nay bao nhiêu tuổi? Đàng hoàng một đấng nam tài, chiều cao 1m7, cân tròn 64, sinh ra ở đất Yến Đồng, định cư tại đất Biên Hòa Đồng Nai. À Nam Định, bây giờ sống ở Biên Hòa Đồng Nai. Nãy nói là tên gì chị chưa nghe rõ. Trịnh Khung Cẩn. Cẩn là sinh năm bao nhiêu? Năm 1982 vậy. Này 40 tuổi rồi. Công việc hiện tại mình đang làm công việc gì? Gần đây em buôn bán rau quả chợ, đồ chơi trẻ em các loại. Chắc bằng đắc à? Lai rai rồi chị. Lai rai. Tùy từng ngày lễ. À mình sống với ai trong này? Em sống với gia đình, còn có mẹ và em gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Cẩn? Mạnh thì cái gì em cũng mạnh hết, cái gì em cũng mạnh hết. Mà mạnh nhất là có tài nó xét, có tài nó xét. Ngoài cái tài nó xét ra thì có tài làm thơ xuất chúng. Có tài làm thơ xuất chúng nữa. Từ từ chút xíu nữa làm thơ nha, ngồi suy nghĩ về tôi thơ nha. Tôi hỏi qua đây xong rồi tôi quay qua đây làm thơ nha. Nãy giờ nghe không em? Tò mò không? Dạ. Chị cũng rất là tò mò luôn. Thôi giờ mình cứ giới thiệu chút về thông tin của mình trước đi. Em tên là gì? Chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường. Chào bạn nam đối diện ạ. Em tên là Kim Tuyến. Hiện em đang là sinh sống và làm việc tại Long An. Em làm bên nhân viên văn phòng vậy. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 1990. Và mình có ngại quen xa không? Em thì ở đâu cũng được vậy. Miễn sao cái người đó thật lòng tiến tới hôn nhân thôi. Thế ở Long An là em đang sống với ai á Tuyến? Dạ em đang sống với lại ba mẹ, ông, bà với lại con em ạ. Ủa có con nữa hả? Dạ. Con mình được bao nhiêu tuổi? Dạ con em 10 tuổi rồi. 10 tuổi dạ, rồi? Năm nay lớp 4 rồi. Wow, 32 tuổi, con được 10 tuổi rồi. Chút xíu nữa chị sẽ hỏi riêng thêm kỹ hơn về cái hôn nhân của mình nha. Rồi ví dụ bây giờ mình lấy chồng mà mình ở cái tỉnh khác đi, thì mình có ngại đi lập nghiệp ở nơi khác không? Đến nơi của chồng không? Sẽ suy nghĩ thêm về bên bạn trai ạ. Cả nói coi cái hoàn cảnh của bạn trai ở như thế nào, rồi cái nơi đó nơi nào có công ăn việc làm cho mình hay không nữa đúng không? Nhưng mà nói
chung là nếu mà mọi thứ ổn định thì mình cũng không ngại đúng không? Dạ, chung là nhu cầu mong muốn thì vẫn là muốn ở Long An, tại công việc em cũng ổn định ở Long An. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuyên? Điểm yếu thì chắc cũng nhiều khi em thẳng tính quá, nói chuyện không được khéo léo cho lắm. Và điểm mạnh mình có gì nữa nè? Chịu làm, chăm chỉ ạ. Quay qua lại anh này, cô ở dưới Long An, nhà cổ là công việc mọi thứ cô làm nhà nước hay làm công ty? Dạ, nhà nước. Giờ làm nhà nước cũng khó mà thay đổi công việc, còn mình là buôn bán kinh doanh, vậy giờ hỏi chuyện hỏi ngược lại, ví dụ như em di chuyển đến chỗ của nhà khu vực của vợ em làm việc được không, buôn bán được không? Em hiện tại định cư ở bên ngoài, có nhà có đất ở đấy rồi, ở có nhà có đất rồi. Vâng, thì em ở với mẹ em với em gái và có bé trai 10 tuổi nữa. Em cũng có bé trai 10 tuổi luôn. Dạ, hai hoàn cảnh thì giống nhau dữ. Rồi thôi bây giờ mình kể cái chuyện hôn nhân mình, chị nghe thử coi nè. Thực sự trước giờ chưa kết hôn với ai. Vậy thì mẹ của con là như thế nào? Mẹ con là mối tình thứ ba của em. Sao, kể chị nghe coi. Có nghĩa mối tình thứ ba của em ấy, thì có một cậu con trai ấy, thì năm nay 10 tuổi thì do sắp xếp gia đình không được. Bây giờ nhà em thì bên theo đạo Thiên Chúa, muốn lấy vợ thì vợ phải học đạo, theo đạo. Nhưng mà người đó cũng không muốn theo đạo và muốn ở như vậy thôi, cũng không muốn đăng ký kết hôn. Mẹ của người đó vào nói chuyện với gia đình em nhưng mà sắp xếp không được, cho lúc đấy con nó còn vướng cái người con đầu của cái người đó nữa. Thế là người đó cũng có con riêng trước đó rồi? Có con riêng trước đó rồi. Có nghĩa là em cũng cảm mến cái người này nên em muốn tiến tới hôn nhân với người này. Người này có đủ tiêu cao, cao tiêu chuẩn với của em nên em muốn tiến tới, nhưng mà người ta không sắp xếp được do có đứa con nhỏ. Lúc ấy em con em mới có 1 tháng tuổi rồi, lúc ấy đang khó khăn về kinh tế, đang nợ cũng nhiều nên em muốn bên ngoại kia sắp xếp là đưa bé Tàu 2-3 tuổi gì về ở ngoài Bắc, về Thanh Quê, Thanh Hóa thì ổn định một thời gian, cưới xong thì đưa vào sau cũng được. Nhưng mà bên người ta không chịu, không chấp nhận. Họ bảo mẹ đi đâu rồi con theo đó, mẹ đi đâu rồi con theo đó, ra ở trọ riêng ngoài. Ra ở trọ riêng ngoài thì được một thời gian thì cũng có gia đình xích mích chút. Lúc 6 tháng tuổi thì người ta bế con đi. Bế con đi thì em một thân một mình, em bên trái cuộc sống em vẫn còn bạn hà, em cũng mong được gặp lại. Sau đến lúc mà khi nó người đó bị tai nạn thì viết liên lạc với em, cuối cùng em cũng quay lại, trong cũng có xích mích chút, hiểu lầm này nọ cái kia, cô ấy không muốn chung sống nữa thì cô ấy bỏ đi từ đó tới giờ. Là coi như là mấy năm nay, 8 năm nay là ở với em một mình thôi. Vâng. Đúng không? Còn bên đây câu chuyện của em như thế nào? Em quen người trước thì lúc đó là em đang học trên trường đại học, bên trường ảnh thì cũng mượn người qua chỉ nhân nghệ. Rồi tụi em quen, rồi sau đó khi mà em tốt nghiệp xong thì ảnh cũng còn theo đuổi, rồi sau đó mình mới đám cưới. Xong tầm chắc khoảng bé tầm 2 tuổi thì nói chung là có người khác đó chị. Ảnh có người khác. Rồi chia tay luôn. Tụi em mới ly thân. Rồi sau đó em cũng cho thời gian cơ hội để níu kéo đó, nhưng mà không được nên thành ra giờ em mới dạy nuôi con. Vậy là cũng từ lúc bé cũng mới 2 tuổi thôi. Dạ, đúng rồi. Sao cũng giống bên đây dữ ta. Con 10 tuổi rồi cũng chia tay sau khoảng gần hơn 2 tuổi. Có những cái nó rất là giống nhau. Mình là bé trai hay bé gái? Dạ, bé gái ạ. Bé gái, bên đây mình bé trai hay bé gái? Bé trai. Bé trai. Dạ ha, tốt rồi ha. Nếu mà ghép vô nhau là có nếp có tẻ rồi ha. Đâu. Rồi. Ủa em cao mét mấy? Dạ em cao mét 7. 1m7. Quay thử coi anh nào. Hai anh chọn một anh. Mình có hình nào không em? Đâu, đưa chị xem. Em cao mét mấy? Dạ 1m63 chị. 1m63. Dòm đi. Kiếm thử coi. Đâu, phép màu thần thông biến quá đâu. Cầm đi coi trong một vàng cô đó chọn cô nào. Cho em hỏi hiện tại bây giờ em nặng khoảng bao nhiêu ký em? Dạ 49 ký. 49 ký. Rồi đừng hỏi nữa. Hỏi nữa lộ rồi. Là cái cô ở giữa này kìa. Màu trắng đó đó hả? Vâng. Rồi cứ cầm tấm hình đó đi. Hồ biến cái là mở cái cửa ra coi phải không. Bên đây ai? Anh nào? Ngày quá. Anh này hả? Anh nấu xanh phải không? Dạ. Chắc chưa? Em đoán này. Rồi có phải không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có thấy đâu. Và bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về phía cửa trái tim để hai nhân vật chính gặp nhau, coi cái cảm nhận đầu tiên về nhau, cái dự đoán có đúng hay không. Vui thôi nha quý vị. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim nè. Chào anh. Chào anh.
đâu, cổ là ai đâu, coi kỹ lại coi. Em cao 1m63 hả? Dạ. 1m63 vậy là cái người áo đỏ này rồi. Đúng rồi, sai rồi. Bây giờ Tệ Thiên sai cũng phải bị phạt như người bình thường. Trước tiên bị phạt hỏi lý do tại sao hôm nay mặc bộ đồ này đến chương trình. Thích được lên TV, thích được lên TV. Thích được lên TV sao để cái mặt thật bọc mặc bộ đồ kính lại vậy? À, tại em thích đi biểu diễn á, thì nếu mà ví dụ như là có đám tiệc sinh nhật này có ai muốn thì có thể liên hệ với em hoặc là chị chẳng hạn. Nếu như vậy thì phải biểu diễn thử thì coi chứ, vậy là lâu lâu lên chương trình biểu diễn cho nhiều người người ta xem một chút xíu được không? Đơn giản là gì ơi? Rồi, mời em. Em biểu diễn võ thuật luôn được. Rồi, xin mời em. Đó, cái sân phía trước đó là của em. Thầy Thiên này đang trộm vườn đào nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bán ngoài chợ là rồi có biểu diễn vậy không? Không dạ. Mệt dữ ha. Dạ mệt chứ. Thôi giờ mà mở mặt ra thở được chưa? Cho người ta thấy mặt được chưa? Chứ giờ đi mai mối mà để mặt thì Thiên vậy hoài ai dám bấm nút. 2, 3, mở. Xem ảnh biểu diễn, ảnh chia sẻ. Bây giờ mình mới nhìn thấy mặt thật của ảnh. Thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Hơi sợ chút. Ủa có gì đâu sợ. Ờ mà sao có đoạn biểu diễn nó làm gì mà lăn lộn té quá trời vậy em? Cái bài nó biểu diễn như vậy nhưng mà do cái trường quay trơn trượt nên bị té. Chứ nếu mà mấy chỗ khác thì không bị trơn. Rồi bây giờ em kể lại cho rõ ràng hơn một chút xíu. Bây giờ mới nhìn thấy mặt nhau nè. Kể về cái câu chuyện cái buôn bán của mình, như là tại sao ngày hôm nay mình mặc cái bộ đồ này đến đây. Độ 10 năm nay thì em buôn bán rau củ quả trái cây với là bán đồ chơi trẻ em ấy. Trường học mầm non với là mấy ngày lễ Tết Noel rồi thì em đi bán. Hiện tại công việc mình vậy là thu nhập có ổn định không em? Đủ nuôi con, nuôi mẹ không? Đủ thì em biết nuôi được con trai 10 tuổi, bây giờ năm nay học lớp 5 rồi. Ừ. Rồi mẹ thế nhà có làm gì không? Mẹ em thì ở nhà có theo số áo học sinh ở gần đó với là giáo phụ em bán tí. Dạ. Mình là mình ở nhà thuê hả em? Bố mẹ em thì bán đất ở Bắc xong rồi vào trong này. Có nghĩa là bây giờ định cư luôn ở đây luôn. À, định cư trong này luôn rồi. Chuyển hết vào đây rồi. Mình có những dự định gì cho tương lai của mình để phát triển kinh tế sự nghiệp nữa không? Hay là mình đang thấy công việc mình là đang rất tốt, mình đang phát triển nó? Cảm thấy là bây giờ tạm đủ rồi. Em kể chị nghe coi một cái ngày làm việc của em nó bắt đầu từ mấy giờ, công việc em cụ thể một ngày như thế nào em cho chị Tường biết với. Bây giờ thì sáng thì em đưa đón con đi học lúc 6:30. Rồi. Đến gần 7 giờ thì em đi ra chợ đầu mối em lấy hàng về em bán được. Lúc thì mẹ bán, lúc thì em đi bán buổi chơi buổi chiều mấy ngày lễ Tết hoặc là chủ nhật thì em đi bán. Rồi ban đêm có đi làm không hay ban đêm ở nhà với con? Lúc nào không mưa nó thích thì em đi xuống mấy công viên bên năm, bây giờ nó mới mở thì lúc nào thích em xuống đấy em bán bóng bay hoặc là mấy em vặn bóng bay lên bán. Biết vặn luôn, biết làm luôn. Biết chứ, em vặn hết, vặn mấy cái đồ bóng bay bướm bóng lên em bán, mấy hình văn thiên nga rồi mấy các loại hình em làm được hết, người nhện hay là siêu nhân gì em làm hết. Ừ, hay quá ha. Còn cái chuyện tình trường thì hồi nãy em bịch nói chị cũng nghe, chị nhìn mặt thì mình nghe mình mới hiểu kịp, nghe lúc cũng chưa có rõ nữa. Rồi rốt cuộc là bỏ đi rồi sau đó rồi sao có nghe có về lại nữa, rồi mấy 2 năm sau mới là đi luôn là sao chị? Có chưa là đi luôn từ hồi đấy tới giờ. Em mong rất là nhiều để mẹ có thể quay về để làm giấy tờ cho con, nhưng mà không quay về. Mẹ hiện giờ làm giấy tờ cho con chưa? Bây giờ em làm xong hết đâu đấy rồi. Có như bây giờ là giấy tờ con là có rồi, đàng hoàng rồi, là tên là heo họ của cha. Vậy là hồi xưa sanh xong là cũng có khai sinh rồi, nhưng mà khai sinh là đến mẹ. Cái đó là giấy chứng sinh mà. À, giấy chứng sinh thôi, rồi chị hiểu rồi. Có nghĩa là giấy chứng sinh, có giấy chứng sinh xong nếu mà hai bên mà đăng ký kết hôn ấy, thì ra phường thì hiểu, làm hiểu. Giấy. Còn nếu mà không có giấy đăng ký kết hôn thì phải bắt buộc phải xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm ADN thì họ với bên pháp luật họ có mới làm là cho. Em chờ vợ về làm giấy tờ mà chờ hoài không về nên chờ cuối cùng... hoài không về mà không về được. Nên cuối cùng mãi về sau đến vừa rồi ấy, thì khoảng tháng 4 vừa rồi thì em mới điện về Bắc, bên ngoại thì mới liên lạc được với bên đó thì họ bảo là mẹ nó mất rồi. Chết đuối. Chết đuối cùng với đứa con đầu. Buồn quá vậy. Đến lúc đó khi mà em điện về Bắc ấy, thì khi mà biết được mẹ nó mất rồi thì lúc đó mới đưa lên có giấy chứng tử thì do em ở ngoài đó em gửi vào cho
thì em lên bên phường, họ công an phường họ mới làm cho được. Mới làm được giấy khai sinh cho con. Bây giờ con nó 10 tuổi thì nó cũng đủ lớn, đủ hiểu việc rồi ha. Vậy là nó có biết về mẹ nó không? Em cũng có kể nhưng mà cháu không biết mặt mẹ được. Nói chung là cũng một câu chuyện buồn ha. Nói chung là em cũng có phần lỗi ở trong đó. Tại vì em không lo được kinh tế. Và cái thời điểm đó năm 2010-12 thì cuộc sống lúc đó cũng hơi khó khăn một chút. Em cảm nhận như thế nào về câu chuyện của ảnh? Em cảm thấy ảnh còn thương người cũ trong lúc nói chuyện hay mấy con rất là xúc động nhiều lắm nhỉ. Thì bây giờ đương nhiên ai trong cái hoàn cảnh đó cũng vậy. Thà cái người còn đó đó thì mình sẽ không có nhớ tới nữa. Nhưng cái người đã mất rồi mình cũng cảm thấy là mình còn nhiều cái... Lúc mà còn sống hết á thì cứ nghĩ là lỗi của người ta, lỗi của mình, lỗi mình toàn là dành cái đúng. Nhưng mà khi người ta đã mất rồi thì mọi thứ nó cũng như là nó về với cát bụi hết rồi. Thì mình sẽ, cái người ở lại chắc chắn là sẽ có những cái nỗi niềm. Như vậy để biết rằng người ấy cũng là người trọng tình, trọng nghĩa. Những cái chuyện nó đã qua chứ mình đâu có thể phủ nhận hết những cái chuyện trong quá khứ được. Rồi hiện tại thì bản thân em thì sao? Mình mong muốn tìm một cái người bạn trai, người chồng trong tương lai sau này là người như thế nào? Em muốn tìm một người là bao dung, thương em, thương con em, tôn trọng. Bây giờ chị Tường nghĩ là chị Tường sẽ cho hai bạn một thời gian để trò chuyện riêng. Ít phút nữa là chị Tường sẽ quay lại. Mình tự nhiên lên nha, đừng có ngại gì hết. Chị từ từ để em có món quà em đem theo tặng cho chị á. À vậy hả? Rồi tặng đi cưng. Cái này anh làm bắp đang bưa anh bán ấy, thì có món đó em tặng cho em. À em làm luôn hả? Vâng em làm luôn. À em làm em bán. Vì con mèo này. Này em đến chương trình em cũng có chuẩn bị món quà tặng anh vậy. Rồi cảm ơn. Rồi thôi ngồi xuống đi coi cái món quà của cổ tặng là gì nè. Đồng hồ cát. Cát lý do tại sao, có ý nghĩa gì không trong cái món quà này? Em hy vọng là sau này anh tìm được một người phù hợp á, mình sẽ cân bằng được công việc giữa gia đình coi công việc của mình. Dạ mời anh dùng cơm nha. Em đi ở xa vậy xuống đây có đói không? Có đói nhẹ. Em biết khoảng cách từ nhà em xuống đây khoảng bao xa không? Một tiếng hơn. Hơi một tiếng chắc cũng phải 30-40 cây. Dạ đúng rồi. Em xin đọc câu hỏi đó là: anh có dám thay đổi nơi sống hiện tại xuống Long An cùng em không nhỉ? Anh thì hiện tại đang ở Biên Hòa. Nếu mà anh lấy vợ về thì vợ cũng theo chồng về nhà chồng ở. Do thứ nhất là có con hiện tại ở đây thì cháu đang học lớp 5, trong năm lên cấp 2 để cháu tự túc đi học được. Thì tại vì anh ở với mẹ với em, nhà anh có đất đây rồi thì chứ anh cũng không chuyển đi nơi xa rồi. Chứ anh cũng không chuyển đi nơi xa rồi. Kể ai mà anh muốn tới cũng anh cũng không thể theo bên vợ được. Khi nào mà cháu lớn lên đủ tuổi trưởng thành ấy, thì anh muốn đi đâu cũng được. Là 18 tuổi ha? Không, 18 tuổi hoặc cháu lấy vợ thì lúc đó anh muốn đi đâu được. Thì theo em ấy thì em có sắp xếp được về ở dưới Biên Hòa được không? Nếu mà về dưới đây thì công việc các thứ nhờ thì anh lo được hết. Em muốn làm ở chỗ nào trong công nghiệp anh xin ở làm cho em được hết. Hoặc nếu mà không thích làm trong công nghiệp thì ở nhà em thích bán hàng thì anh lấy quần áo về cho em bán quần áo thời trang cũng được hết. Em có theo đạo Công giáo không? Em đạo Phật. Em đạo Phật tại vì anh bên đạo Công giáo, nếu mà anh muốn lấy vợ thì bắt buộc cái người bên kia phải theo đạo để học đạo thì mới tiến tới hôn nhân được. Em có ngại về sự khác biệt giữa công việc của hai đứa mình không? Nãy anh buôn bán thì nói chung em cũng không có ngại. Em thực sự chỉ ngại cái khoảng cách địa lý thôi. Cái khoảng cách địa lý thì đơn giản thôi, quan trọng là mình có muốn hay không thôi, chứ còn cái khoảng cách địa lý thì nó chẳng là cái gì hết. Cái khoảng cách địa lý thì nó chẳng là cái gì hết. Quan trọng là mình có muốn hay không thôi. Công việc hiện tại là cũng ổn định để mà lo cho con em đó. Nên thật sự là em cũng có phân vân. Em chuyển về dưới đây ở thì đơn giản mà. Em muốn xin vào đâu làm anh làm được hết. Quan trọng là em có muốn về Biên Hòa ở hay không. Em và con có muốn về Biên Hòa hay không. Thì nếu mà về thì phải chuyển về Biên Hòa hết, chuyển từ chuyển khẩu, chuyển nên chỗ ở, con cái chuyển học hành cũng phải chuyển về hết. Sao nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ cũng chứ đâu có ở với bố mẹ mãi được, bố mẹ đâu có nuôi được mãi được. Đúng rồi, thật ra thời gian trên chương trình nó chỉ có 30 phút à. Mà mình chỉ là đủ để nắm bắt cái cơ hội hay không. Tại vì chương trình cũng phải lựa chọn nhiều cái bộ hồ sơ lắm mới thấy là hai người có thể có những cái tương thích với nhau. Thì ở đây chị đang thấy một cái vấn đề là hai bạn đang ở hơi xa nhau một chút đúng không? Em cũng phân vân lúc đầu ảnh nói là lý do tham gia chương trình là để tham gia, hết tham gia chương trình game show thôi.
để lên tivi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bạn sao nay mặc bộ đồ này đến chương trình? Thích được lên tivi. Thích được lên tivi sao không để cái mặt thật bọc mặc bộ đồ kính lại vậy? À, tại em thích đi biểu diễn á, thì nếu mà ví dụ như là có đám tiệc sinh nhật này có ai muốn thì có thể liên hệ với em hoặc là chị chẳng hạn. Lên tivi tham gia chương trình là một chuyện, mà có muốn lấy vợ không? Có đấy chị, em thực sự em muốn lấy vợ thì em mới lên đây. Tại vì sau khi mẹ cháu nó mất, em làm xong giấy tờ lo hết cho cháu rồi em mới xác định là lấy vợ. Em mới đăng ký chương trình chứ không em cũng chẳng đang tham gia được. Đó, nhiều khi có cái chút mình trao đổi, nhiều khi cái ngôn ngữ mà nó chưa có đúng ý cái là mình sẽ bị hiểu lầm ý nhau. Em có ngại cái xa không? Hồi nãy giờ chị đang nói cái vụ xa đó, em thấy như thế nào? Xa nhau xa bóng xa hình thôi. Xa vì công việc nhưng tình không xa. Dạ, yeah. Cái khoảng cách địa lý thì nó chẳng là vấn đề gì hết. Kể cả Nam và Bắc hay như nào, chẳng qua là mình muốn đến hay không. Nhưng mình muốn đến thì dù xa cỡ nào mình đến được. Nhưng mà ví dụ trường hợp cụ thể mình là một bạn, em là Long An đúng không? Dạ, đúng rồi. Một bạn vậy, em trên này vậy thì ví dụ như cũng yêu nhau cũng phải có gặp mặt nhau chứ. Cái tuổi này đâu thể nào mà yêu qua mạng, qua công nghệ, qua điện thoại được. Thì theo như thực tế lúc mà mình chưa về chung một nhà, mình đang tìm hiểu thì bao nhiêu lâu thì em sẽ có thể gặp, sắp xếp gặp gỡ bạn gái được một lần? Công việc của anh muốn bán thì anh sắp xếp đi lúc nào cũng được ấy. Có công việc thì anh đều chủ động thời gian được hết. Em muốn anh tới lúc nào thì anh sẽ sao? Theo em thì em như thế nào? Em có ngại yêu xa hay không? Nói chung là cũng từng gãy đỏ, cũng từng do xa cách nên bị như vậy. Nên em cũng muốn là một người gần để có thể quan tâm, chia sẻ. Một tuần ít nhất cũng phải một lần đó chị. Một tuần ít nhất một lần. Đáp ứng nổi không? Được không? Nếu em muốn tuần 2-3 lần cũng được. Đó, thấy chưa? Người ta đã em nói qua là em có muốn hay không thôi chứ ai thì lúc nào cũng sẵn sàng. Rồi, cái này tôi làm bằng chứng tôi nghe nha. Mọi thứ nó còn tùy theo cái duyên về cảm xúc nữa. Bây giờ, ủa nãy nghe đọc thơ sao mà thơ lạ quắc vậy? Thơ đó của ai vậy? Thơ em sáng tác hết vậy. Rồi cái cuốn này là bao nhiêu năm rồi? Hơn 15 năm rồi. Cho tình. Thơ tình đừng cho ai xem vậy. À, thơ tình, ủa kỳ vậy. Thơ tình đừng cho ai xem mà sao bữa nay đem lên đây tôi xem sao? Em lên đây thứ nhất là cũng muốn cho chị xem chút về cái tài làm thơ của em. Rồi. Nhưng mà cho chị hỏi là tại sao, ủa thơ thì dù người ta viết bình thường ha, em coi nè. Sao tự nhiên lại có kẻ hình cái đồ này kia, là có ý đồ gì không? Có hết chứ chị. Ý đồ sao? Những cái trang trí hay sao đều có nội dung và ý nghĩa ở trong nó hết. À, hay quá ha. Quá trời mà viết chữ rất là đẹp luôn. Dài thì là dài mười mấy năm đó hả? Khoảng 17 năm vậy. Bây giờ hôm nay gặp cô gái ngồi trước mặt xinh đẹp vậy nè, có bài thơ nào ngắn ngắn tặng riêng cho cô này không? Em thích nghe như thế nào? Anh cứ làm một bài thơ mà dù anh gặp em rồi cảm giác làm sao rồi anh xuất khẩu thành thơ đó. Ước gì trái đất hình vuông, đất kia bằng phẳng để đường dễ đi. Ước chi trái đất đừng tròn, để cho tự nó không còn xoay quanh. Ước gì em nói với anh, đời này em sẽ yêu anh chân thành. Tôi thấy chàng trai này rất chân thành đó nha, thật sự nha. À, thời gian thì nó không có nhiều đâu. Đối với chương trình này thì chị Tường chỉ tạo cái cơ hội cho các bạn gặp gỡ nhau thôi. Còn có nắm bắt cơ hội hay không là quyền của các bạn. Để tìm được một người đồng cảm với mình, hiểu mình và chia sẻ được với mình rất khó. Bởi vì nếu dễ là các bạn đã lấy hết rồi, không cần lên tới đây ngồi. Bây giờ mình cho hai bạn thêm 30 giây nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này. Chúng ta lớn hết rồi, thử một chút va chạm xem nó có cảm xúc gì hay không. Nhìn nhau 30 giây thôi, mình có thể nói vài câu cái cảm nhận của mình ngày hôm nay khi gặp đối phương, hay là trao đổi thêm cái gì đó ngắn nữa. 30 giây thôi rồi chúng ta sẽ quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em cảm giác của em thấy thế nào? Em thấy anh hiền. Hiền, đúng là anh hiền. Ngày xưa anh rất là hiền. Hiền dạ, sợ con gái. Rồi, cảm ơn hai bạn nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được những cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ cho đối phương. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm, nếu muốn cho nhau cơ hội để hẹn hò tìm hiểu nhau thêm thì bấm mạnh. Nếu cảm thấy không phù hợp có quyền lấy tay ra, đó là quyền của các bạn nha. Em có ngại về sự khác biệt giữa công việc của hai đứa mình không? Nãy anh buôn bán thì nói chung em cũng không có ngại. Em thực sự chỉ ngại cái khoảng cách địa lý thôi. Hai. Về dưới đây thì công việc các thứ nhờ thì anh lo được tất. Em muốn làm chỗ nào trong công việc anh xin mời được làm cho em được.
quan trọng là mình có muốn hay không thôi, chứ còn cái khoảng cách địa lý thì nó chẳng là cái gì hết. 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Em còn ngần ngại điều gì? Em chia sẻ với chị với. Cũng như lúc đầu em có để ý thì chắc ảnh nói chuyện thì nói xung quanh cũng không có hề nhìn mình nhiều. Rồi lúc đầu thì ảnh có em cứ phân vân cái câu ảnh chỉ muốn lên để lên tivi. Anh tốt nhưng mà em nghĩ em chưa có cảm nhận được trong trái tim em. Anh thì tới đây thật sự là cũng muốn tới thật sự. Chị Tường cũng hơi tiếc một chút là không có ghép đôi được cho hai bạn, nhưng mà chị Tường cũng rất là tôn trọng cái quyết định cá nhân, cũng chỉ là thứ nhất là cảm ơn hai bạn đến với chương trình, cái thứ hai chúc cho hai bạn là có nhiều sức khỏe nè, gia đình mình, con cái mình ngoan ngoãn nghe lời nè, và hy vọng rằng là một cái tình duyên nó đẹp, một cái mẫu người nó đúng với mong muốn của mình nó sẽ sớm xuất hiện để hai bạn có được cái người chia sẻ hữu hỷ với mình trong cái cuộc sống sau này. Thì sau khi kết thúc chương trình, anh Nam có chủ động và muốn tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Có gì tí em cho anh số điện thoại, lời số của anh. Thì em cảm thấy là sau khi đó em cảm thấy ảnh là nghiêm túc, có chân thành. Thì em cũng muốn cho mình một cơ hội và anh một cơ hội, nên em nghĩ là có thể là cho thêm một cơ hội. Wow, qua cái chị Tường hả? Dạ vâng chị. Rồi, chị sẽ ăn cái này chắc chắn rất là thích. Mỗi lần trên Sài Gòn đi coi phim á là hay ăn lắm. Dạ, rất là mắc. Và cái này bịch này em bán nhiêu? Dạ 10.000 chị. 10.000. Nhiều khi 10.000 mà lại ngon hơn cái bịch cả 100.000 nha quý vị. Rồi, chứ dừa tự ở dưới đem lên luôn hả? Vâng, em bán em cũng làm đem lên. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cái này là không có đường chị. Cảm ơn em. À đây chị cũng có một món quà dành tặng cho em, đây là những cái son ha làm đẹp từ chương trình. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn hai bạn. Đối với những cặp đôi mà không thành công thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn ấy một phần quà, đó là một cái gói premium của ứng dụng vừa ra mắt mang tên là Speak Couple. Đây là một ứng dụng hẹn hò với một cái môi trường an toàn và nghiêm túc, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn ấy tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này thì cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối hết sức dễ thương và duyên dáng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình được phát sóng vào lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.